Chào các bác. Hà Nội hôm nay nhiệt độ ngoài trời đang hơn 40 độ C, rất là nắng. Và tôi thì thói quen của tôi là cứ khát nước là uống bia, tôi không thích những nước khác lắm. Và chỉ có uống bia mới cảm thấy đã khát thôi. Thế còn tuy nhiên tôi không uống nhiều, kể cả uống nhậu hay là uống chơi thì mỗi lần chỉ hai lon, mà tôi chỉ thích uống bia Hà Nội, những cái bia khác tôi không thích. Đấy, không phải quảng cáo cái bia Hà Nội gì cả, nhưng mà mời các bác giải khát đi nhé. Lấy trong tủ làm hơi đã, xong rồi làm cái cây này các bác. Lấy khăn được rồi, để các bác nha. Đấy thì phải về các bác cái xi búp đỏ với các bác. Bây giờ nó hết đỏ, lá nó già rồi. Thì cái cây này thì đã từng, trước khi thay cái chậu này là đục đẽo, thì đã từng làm để khoe các bác. Nhưng mà bây giờ thì muốn quay lại các bác là khi nó ổn định đất và nó bắt đầu mới kính cái dáng sau cùng của nó. Cái cây này tôi thích nhất là cái bệ của nó. Nhưng mà khi ngày xưa này, mặt chính là mặt này, tôi đang định lấy mặt này là mặt chính. Nhưng mà trước đây bác chủ cũ là lấy cái mặt này là mặt chính thì nó có cái sẹo. Sao đấy? Mặt cái sẹo. Cái sẹo đây quá to. Nó xuôn như này này. Tôi xử lý bớt cho nó nhìn nó dễ chịu hơn. Cái sẹo nó rất là to đấy. Thì bây giờ đã đỡ rồi. Và tạo sẹo một số điểm. Thì đợt đấy phải, đợt đấy nó là mẹ mùa, là mùa đông ấy, thì phải ni lông không có. Nhưng rất may là cây nó không sao. Bây giờ nó như này rồi. Và cắt đi một lần từ sau đấy rồi đấy. Mặt này thì cũng được, nhưng mà không ưng bằng cái mặt này là mặt chính. Mặt này là mặt chính thì là nó nhất là bệ nó côn, thứ hai là nó nhìn nó rất là mập béo béo. Thì nếu mà lấy mặt này là mặt chính ấy, thì cái đoạn này phải tính bỏ đi bỏ cái chỗ này đi, nhất là làm chiều sâu cây, thứ hai là nó không được chướng cái chỗ gì. Nếu mà cắt cái này đi thì cái tay này vẫn còn giữ được. Tay này này, cái tay này là ăn lên trên này thì vẫn giữ được, coi như cái tay này là của trên. Tôi bỏ một khẩu này đi. Bỏ một khoảng độ hơn phân ở đây đi. Đấy, thì vấn đề là nếu bỏ đi thì xoay cái mặt này ra để thấy nó nhỏ. Xoay mặt này lên sẽ phải chống cái chỗ này. Đấy, sẽ chống chỗ này. Và cái chỗ này sẽ bị lệch lệch sang phía này. Nhưng đang phải tính xem là làm như nào. Đây, mặt này là rất thích là mặt chính, cái mặt này. Đấy. Suy nghĩ đi. Không quả đâu. Kệ. Sẵn rồi. Đấy, bỏ cái này đi thì đặt. Đến sang đến đây thì vậy nó lại xấu hơn một tí. Và cảm thấy chỗ này lệch lệch đi. Cho nên cây này là nếu mà làm bóng cây này thì cực kỳ đẹp. Bởi mình nhìn thấy cái gốc bồ đấy rồi. Cái đoạn này là không biết bàn này. Và khi nó có bóng bác tỉa lùm thì nó dày nên nó sẽ đẹp. Nhưng mà để mà rút ram ra thì sẽ nhìn thấy một số cái khuyết điểm ở trên. Tất nhiên nó chả cây nào hoàn hảo ấy, nhưng mà
ý là mình cầu toàn. Đấy, đang cây này khá là đau đầu. Vừa lại cái tay này để vượt xuống đây. Trước đây thì mặt này là mặt chính. Cái này thì nó bè ra, nó lại bệ thì nó không đẹp nhưng mà nó lại có vẻ là thuận cái tay cảnh hơn. Đấy, thế mà bây giờ em cắt bộ khẩu này đi này. Từ đây xuống, từ đây lên đến đây. Đấy, thì xuống này sẽ bị trống, rất là trống. Trống. Thì sẽ phải nuôi cái này.
bắp kìa. Máu này được này, đừng có đục kéo gì các bác nhé, đục ở vô kia mình sẹo nó cháy hết. Đây là sửa nhẹ tí rồi chứ còn đục toát như này thì không chịu được, nắng thì chết hết. Tiếp cái điểm này.
các bạn nhìn nhé, để cho bên này nó đỡ lệch này, em sẽ bỏ nguyên cái quét vát ở đây này, bỏ nguyên cái cục này đi, vẫn giữ lại một cái tay ở đây, và ngọn nó vẫn là cái này, đấy, bỏ nguyên cái mảng này, vừa đỡ rối mà lại sau sẽ nuôi thấp một cái tay này xuống đây để cân đối với cái này, đấy, ngọn thì ngọn chính của cây ở đây, đấy, thì bây giờ thì chưa lọc được mầm, mầm còn đang non. Sau lấy cái này bỏ đi, bỏ được cái cây. Các bác sĩ nhìn đấy, mặt chính như thế này. Đấy. Đây, đối trọng cái này. Cái này để đỡ một cái bông nhẹ ở đây thôi, đến đây thôi. Đấy, ngọn đây. Phần mặt sau này sẽ khấu vào cái chỗ này. Đấy. Các mặt thì làm nó hài hòa hơn một chút thôi, còn chủ yếu trên mặt này. Vâng nhé. Rồi, thế thôi, làm tiếp bằng bia các cái khác.